Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết ngày 6 tháng 9 tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa to. Cục bộ có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300mm, có nơi trên 500mm. Ở khu vực Tây Nguyên có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Ngoài ra ở khu vực Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Chiều tối và tối ngày 6 tháng 9 ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 50mm. Dự báo thời tiết cho các khu vực trên cả nước như sau. Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, có nơi dưới 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía bắc gió bắc đến tây bắc, phía nam gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, có nơi dưới 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa to, gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 33 độ C. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.